Anh em, bây giờ là 10 giờ 22 phút, là gần 10 rưỡi, gần 11 giờ đó. Thì mình chuẩn bị nghỉ ngơi rồi, mình dắt xe chuẩn bị nghỉ ngơi. Thì một anh ở tỉnh nào anh ha? Hậu Giang. Từ dưới Hậu Giang chạy con xe tải thì lên nè. Để mua xe của mình luôn á anh em, nỡ lòng nào mà không đón tiếp. Em ạ, anh uống nước nha. Rồi, con chai xuống được. Lấy hai chai nước xuống thôi em ơi. Nó còn nghỉ ngơi không hay là về luôn? Về luôn, về luôn. Cái này có bộ độ bu zin còn. Còn bu zin, cái đôi đúng không? Bu zin còn, bu zin còn. Không, xe này lên chưa có mát rồi. Rồi rồi, cảm ơn. Xe này lên là đồ chơi là CNC ha, chống đổ nè, đây chống đổ CNC nè. Đó, giờ đây chống đổ. Đó, rồi chủ xe này là ở biệt thự đó nha. Anh đại gia đó, anh đại ở chợ đá. Đại gia quận 2. Đấy, anh đã rồi biết rồi. Đây là xe này mình mua trong cái biệt thự ở quận 2 á, đúng không Mập? Bữa nhớ không? Ừ, đúng rồi. Biệt thự quận 2 hay quận mấy là? Xin lỗi nha, mặt mày mình ban khuya nó hơi ghê, nhưng mà kệ, vô clip cho vui, lâu lâu có kỷ niệm hả. Thôi ơi, lấy cái đuôi zin với lại cái bô zin này để đâu à? Bữa ai dẹp à? Lấy cái bô zin con 650 lại cái đuôi zin ở dưới cái bàn á. Cái này em có kiểm tra toàn bộ rồi, hết toàn bộ rồi. Giờ là giờ chỉ đổ xăng là chạy đúng rồi, khoảng nhớ anh thay rồi chưa? Đúng rồi, thay rồi luôn, xong xuôi đúng không? Giờ nói chung là 2006 là mình giữ lại lần nữa đúng không? Rồi giờ chỉ về đổ xăng mà chạy thôi. Cái giấy tờ là giống như mình nói, hình như em nói thôi. Bây giờ em sẽ đưa cà vẹt cho anh. Nhưng mà anh phải gửi lại cho em để rút hồ sơ. Anh gửi cho mình gồm theo những gì? Là anh gửi lại theo cái biển số, cái cà vẹt, chứng minh nhân dân, sổ khẩu, hộ khẩu ô tô. Rồi lên đây tầm 14 ngày là sẽ có hồ sơ gốc nó trả về. Anh cứ cho địa chỉ thì trước mắt anh nhận nó trước đi, rồi anh về với anh chạy bữa xong rồi anh gửi lên. Rồi chừng nào anh gửi lại anh lấy biển số 65 mà tôi cái hộ khẩu của anh á thì ở Bến Tre, nên cái xe này đi Sài Gòn thì về rất là rẻ, thế 1% nữa đó rẻ tại Sài Gòn. Nhưng mà sau này mà anh bán lại thì không bán. Không, anh không quan tâm đến xe bán, tại anh phải chơi thôi. Tại vì á, biển số Sài Gòn nó dễ bán. Có nghĩa là khi anh mua tỉnh khác, anh qua tỉnh anh á thì nó rất là mắc. Lợi thế 5%. Này Sài Gòn nó mua luôn nè. Đó, trăm sáu. Nhưng mà 59 anh về thì rất là rẻ. Có nghĩa là mình về biển số đồ ra tầm chưa tới 1 triệu. Còn mà anh lấy tỉnh khác về là phải vài triệu. Nói vậy nên ta thích mua biển số. Anh chạy vài bữa xong rồi. Cái bốn mấy vậy hả? Đúng rồi, bốn mấy bự á. Thấy bốn bô đi rồi. Đây là cái bô zin, đuôi zin nè. Rồi, cho mấy em quăng lên xe đi mà. Rồi, quăng lên xe. Quăng lên xe. Quăng lên xe. Để làm cái quá giờ gì đó cho anh rồi. Thì ấy rồi từ nào anh lấy anh liên hệ em gửi lên cái bản số với cái sổ hộ khẩu của bà xã anh, tại anh lấy số Cần Thơ. Ai đứng tên? Anh thì nói vợ anh đứng, tại vì anh Bến Tre hộ khẩu tại anh còn. Vợ anh đứng thì vợ anh phải ra xem tên luôn nha, bấm số luôn. Đúng rồi. Ở Cần Thơ thì cái chuyện anh làm rất là mau. Rồi, ok. Rồi, chị nào gái ấy thì nó làm cái đuôi giùm anh luôn nha. Gái cái đuôi gì vậy? Thì cái đuôi em đem ra hết rồi kìa. Không, cái đuôi kia kìa. Cái đuôi gì? Cái đuôi dài á. Thì đó. Mà đó, cái đuôi đó. Đó rồi hả? Nó đâu? Mà chết mọi, nãy giờ nó đâu tử. Ủa, đi đâu chung? Về hả? Bà ghen làm giấy mình đi. Mau lại dạ. Thì sức quá, chừng nào anh gửi cà vẹt với biển số xuống này, sức quá đơn mới đi rút hồ sơ chứ. Bây giờ đâu còn làm giấy đâu, lấy cà vẹt về thôi. Có cần anh làm cái mua bán gì chơi không? Thì sức quá đơn mà mua bán rồi đó, nhưng mà phải gửi về lại cái hộ khẩu anh, anh mới sức quá đơn cho anh được. Đúng rồi, đúng rồi. Có cái gì xác nhận để anh mua chiếc xe đó không? Xe đâu, cái này nó gì ra, vẽ ra. Tiền thì đếm mỗi tay luôn. Rồi. Rồi lấy nữa anh xuống sao? Nỗ lực của mấy anh em nãy giờ nên không quay được anh em. Đem xe lên bán tải. Cảm ơn. Là xe tải chứ không phải bán tải. May có tập gym. May là có tập gym. Không tập gym là chết rồi. Đấy rồi anh ơi. Dạ. Đèn đổ rồi nha. Rồi em BB vô lấy cho anh một chai dưỡng sơn. Rồi bạn ơi.
ở xa tới là phải có nhớ 1000 cây thay nha, đi về 2000 như vậy, mô tô không có lớn mà. Thôi trời á. À, Dưỡng Sơn, coi có cái gì hay hay không? Tặng anh. Tặng anh nón vậy mà hả? Mua xe Honda tặng nón vậy mà. Mua xe Honda tặng được quá ha. Ủa cái bánh sao cột đâu đây ca? Bánh mới tinh rồi nha anh, mình là xe ta bánh mới tinh nha, giao xe cho anh là đẹp nha. Không có đâu, anh cũng đâu có chạy nhiều, là chủ yếu là để đậu chơi vậy thôi, đi vòng vòng đi chợ đi dắt quay chạy sướng chết không nói rồi đó là vậy. Là nãy nói gì em để con dao để cho anh hỏi rồi. Dạ dắt hả? Đúng rồi. Dưỡng Sơn hả? Vậy hả? Thì qua anh có. Chị ảnh ta Dưỡng Sơn này cho nó khỏi hư thương. Giờ chị nằm đó. Ta anh bé. Dạ tặng phải không? Dạ, rồi bạn này cảm ơn. Giờ anh giữ hai mắt này nè. Giữ hai mắt này thôi. Cho anh nuôi hai mắt này cho đi nè. Còn nó xịt vô á. Rồi ok. Anh dựng chân nhiều đúng không? Anh em tặng anh một chai xịt lên xe nữa. Nhưng mà chai đó đi thì đừng có xịt. Khi nào mà đậu giống em á chân á. Đừng xịt lên cho xe đẹp chứ lại nó thơm. Rồi ok. Lấy cho anh một chai dưỡng dừa nhám. Thơm lắm. Nè anh cho thấy nè, cái xe em đang dưỡng là xe anh là đã dưỡng nè. Thấy không? Nó mượt không? Ừ. Nó bảo vệ, nó chống oxy hóa. Rồi. Rồi nó sẽ làm cho đẹp hơn. Nhìn xe vô xe mình nó sẽ mới bóng bẩy hơn. Anh để gì mà anh không làm á thì á theo thời gian nó sẽ nó bị màu phải không? Màu còn mày giữ là giữ màu biết. Rồi. Nhìn cái vỏ đây tụi em chăm đến nỗi đó. Cái vỏ anh nó có thể hung được luôn. Nè anh biết cái này cái gì không? Nè anh thì á mình sử dụng á cái này nè. Rồi. Thì nó rất là thơm. Thứ nhất là đẹp, thứ hai là xe trong nhà mình nó thơm. Đây em sẽ thử này miếng nè. Thử đi, thì rất là thơm. Thơm lắm. Ừ. Nè, mùi dâu mùi gì á. Đúng rồi, rất là thơm. Thơm chiếc xe ha. Rồi em gửi anh luôn. Rồi anh cảm ơn anh. Ấy à, dạ. Đi mỗi xa tới mà. Chạy không anh? Có chạy không? Chạy đó đi anh. Dây mà không sao đâu. Vì về bán là chiếc xếp thôi gì đó rồi. Mà xe nè, sơn đỏ rim là rất là đẹp. Lúc đi quá đẹp. Mà lúc về cũng đẹp. Em nói gì khen đi vô đây. Nhớ nha anh tháo biển số là bạn. Chứng minh dân hộ khẩu. Rồi ok anh. Rồi. Mấy này mình zin hết, khi anh ra tên đó thì anh gắn lại của bô zin lại, cái đuôi zin rất là dễ gắn nha. Tháo ốc rồi zin thì cái này đã lên theo kiểu zin đó. Chỉ cần khi mà mình muốn vô zin thì mình tháo ra mình gắn vô cái rất là đơn giản thôi. Thử xe bình thường dưới đó mình vẫn có thể làm được chứ không cần mình giỏi. Nhà anh cũng có showroom. Rồi, có showroom cũng có. Rồi em quá xỉn lắm anh, em mà xỉn lại nói liền để sao mấy tôi xỉn ở quần này. Anh đi cẩn thận nha. Ủa ở trên đó mình còn mà hút không mà bị. Thôi khỏi đi, ăn trên xe anh có bình nước. Dạ, ý là đêm theo mà cái đó nóng lắm rồi. Cho nó tỉnh táo mình chạy cho dễ. Anh chạy, anh chạy hết nổi rồi đâu tử. Nãy anh chạy 1 phút chạy không được. Cho mấy chai su lạnh không được. Bi, lấy thêm cho anh 4-5 chai su lạnh nữa. Dục lên, dục lên. Có nhiều dục lên. Nè hôm nay may á. May mà mấy anh em bữa nay qua đây ở lại á. Ông thôi là về hết hên mà sao hên thiệt chứ. Ủa nãy giờ anh em nhậu là Minh đãi hay gì? Anh bạn anh kia đãi vậy là mai mình phải đãi nữa, tại vì nếu nãy giờ không có mấy đứa là đúng rồi là chết luôn rồi. Không, đó chứ em cũng có mấy đứa em ở ở chung với em mà. Rồi, bao. Rồi ok ok. Chừng nào có dịp em xuống đó em hú anh. Cứ alo anh. Anh ở đâu ta? Ở đâu ta? Anh ở ngay trung tâm đó không thằng. Cần Thơ. Cũng lên kèo. Đây anh em nha. Thôi thôi nha. Rồi ok. Mấy cây dài quá tính kèo. Đúng rồi. Anh đi cẩn thận nha. Đi. Rồi hết đường này là đường Hậu Giang đúng không? Đi ra đường này hả? Cái đường nào tiện quá? Hậu Giang hả? Có anh em nào chạy không mời cho tôi đi về thay không dạ? Đâu? Rồi anh em ta luôn. Đi xuống. Đi xuống. Đi xuống. Đi xuống. Đi xuống. Đi xuống. Rồi. Hên á hên. Sao vậy? Bí quyết lên con xe này là phải tập gym nha anh em. Bí 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 qua đây bí. Qua đây. Bí quyết lên con xe này là phải tập gym giống như bạn này nha anh em. Tập gym gánh còng lưng.
bưng xe lên luôn anh. Rồi, bye bye. Thì hy vọng anh trai xem xong clip này thì mình sẽ chúc anh trai đó, tại vì anh trai đi rất là gấp, đúng không, gấp rồi em. Mời vô, mình mời vô để mình nghỉ ngơi qua đêm, cũng không có không chịu kìa, như là gấp lắm, có như việc gấp từ dưới đó Cần Thơ chạy lên rồi từ đây lên Cần Thơ lại. Thì mình chúc anh em ở Cần Thơ, anh em ô tô Cần Thơ có thêm một thành viên, và hy vọng là anh này sẽ trải nghiệm tốt với chiếc xe của mình. Rồi chúc anh có một trải nghiệm thú vị, tại vì nãy mình chưa kịp chúc luôn, anh đi rất là gấp, như trong clip anh em cũng thấy là đi rất là gấp luôn, tới cũng gấp mà đi cũng gấp luôn. Đến đi nó rất là nhanh chóng luôn anh em. May rồi có mấy anh em đây phụ đỡ con xe lên, chứ không thôi là gánh còng lưng rồi anh em. Rồi cảm ơn anh em, rất là cảm ơn anh em đã like và subscribe cho kênh của mình Biker, và tới ủng hộ những con xe thiệt là chất. Rồi mình có thu mua tất cả các dòng xe luôn nha anh em nha. Anh em nào có xe thì tới alo cho mình thu xe hết. Rồi mà quan trọng là xe can, xe cộp nha anh em, giống như xe nãy là ok.